Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh chuyên mục tin tức mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Mong rằng quý vị sẽ nhận được những thông tin hữu ích nhất. Và không làm mất thời gian của quý vị nữa, hãy cùng chúng tôi đến với phần tin tức chính ngay sau đây. Diễn viên Hiệp Gà lên án bà Nguyễn Phương Hằng khiến nhiều người bức xúc. Mới đây, diễn viên Hiệp Gà đã có động thái mỉa mai bà Phương Hằng bằng những lời lẽ rất khó nghe. Dường như những livestream của bà Hằng được đông đảo cư dân mạng đồng tình, tuy nhiên lại khiến một số nghệ sĩ khó chịu. Ngay bên dưới phần chia sẻ lại đoạn clip vợ ông Dũng Lào Vôi khóc trong livestream, nam diễn viên đinh kèm lời nhận xét trên rất khó xem. Phát ngôn này khiến cho cộng đồng mạng không khỏi bức xúc, bằng chứng là có rất nhiều bình luận chỉ trích dưới bài đăng. Họ cho rằng mặc dù cũng đã từng rất nổi tiếng, cũng là người của công chúng nhưng phát ngôn này thể hiện sự thiếu văn hóa và kém cỏi trong tư duy của nam diễn viên. Trước đó, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải cũng đã tấn công bà Phương Hằng bằng lời lẽ không hay và cũng đã bị nhiều người chỉ trích. Tuy nhiên, anh cho biết Facebook của mình bị hack, anh không thể truy cập vào để giải thích với mọi người về việc không hề đăng tải bài viết có nội dung như thế này.